Đây là lan vũ nữ giống. Cái này thì tùy từng màu mà kích thước của cây nó có sự chênh lệch một chút. Nữ giống này ở đây là em có 10 màu. NR, New Rye. Các cái màu thì anh chị xem ở bài viết. Cái này mình ra vẫn đang chèn bông thì là nhìn cái cây nó không được cao, thì bỏ bông ra thì nhìn nó sẽ cao hơn. Những cái màu dưới thì là cây nó sẽ to hơn đấy, như màu này màu gì đó không biết, cây nó to hơn. Những cây mà ngắn thì nó lại có nhiều dạ hành. Cái này thì là anh chị trồng 1 năm rưỡi là cho hoa được. Giờ không có ai giữ máy không dỡ ra là nó bị lẫn màu ra. Khác đây. Cây thì sẽ có từ 2 dạ hành trở lên. Nhưng những cái loại này thì nó lại có rất nhiều, 4-5 dạ hành. Loại thì cây này thì về trồng là rất là ok. Trồng có thể trồng bằng than hoặc cỏ thông sẽ lên rất mạnh. Đây là màu FL. FL thì có lá nhỏ hơn chút. À, đây là PVC 3V. Cái này là cây vàng chanh. Nhưng mà vàng chanh là PVC 3V này là cái bông của nó rất là to. Bông nó có thể nó 2-3 ngón tay, 2 ngón rưỡi. Bông rất to, bông cây 3V. Ở đây thì giá thể em trồng là họ trồng là có những cái là bằng vỏ thông, có những cốc thì bằng rêu Chile. Trả lại vị trí cũ, không là nó bị lẫn. Cái này thì hiện tại em đang có bộ combo 10 mặt bông. Và giá là 200, chưa bao gồm phí cước vận chuyển. Cước vận chuyển thì cái này nó nhẹ. Nếu mà 10 chậu, 20 chậu thì nó rơi vào 50.000, 60.000. Chuyển cước chuyển phát nhanh. Bên này có cái ngọc điểm, em giới thiệu thêm cái ngọc điểm chứ. Ngọc điểm 4 màu như những lô ngọc điểm trước, trắng cam đỏ đỏ đô. Cây trắng thì có nhiều cây lá mít hơn, không phải là lá mít mà cái lá nó nhìn nó ngắn hơn thôi. Không phải là dòng lá đi.
bắt đầu một cây rất to. Dòng điện rất đẹp. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video. Số điện thoại của em là 0963 090463. Và số Zalo là 0944 252 463. Và các cái sản phẩm khác thì anh chị xem trên website. Em sẽ để đường link ở dưới. Cảm ơn anh chị.